Mối nguy cơ ngộ độc tiềm ẩn từ thịt gà trong siêu thị, thịt gà được bày bán trong siêu thị đang tiềm ẩn mối nguy cơ ngộ độc thực phẩm đối với người tiêu dùng, thông tin trên vừa được hãng tin Telegraph dẫn lời các quan chức y tế Anh cho hay. Các cuộc kiểm tra trong 9 tháng qua tại Anh cho thấy 73% thịt gà trong siêu thị chứa vi khuẩn Campylobacter, vi khuẩn gây tiêu chảy. Khiến 280.000 người mắc bệnh mỗi năm và thậm chí gây nguy cơ tử vong. Trung bình 1 phần 5 sản phẩm thịt gà trong siêu thị chứa số lượng lớn vi khuẩn gây nguy hiểm, trong đó có 7% vi khuẩn được tìm thấy trên bao bì. Trong một báo cáo mới nhất của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, các nhà chức trách đã đưa ra kết luận rằng tất cả thịt gà, bất kể chúng được bày bán ở siêu thị hay cửa hàng bán lẻ nào đi chăng nữa, đều có khả năng gây ngộ độc thực phẩm. Những quan chức này cũng đưa ra cảnh báo khuyên các bà nội trợ nên cẩn trọng trong khâu xử lý và chế biến các món gà tại nhà. Tổ chức Tiêu chuẩn Thực phẩm FSA Đơn vị có trách nhiệm và tiếng nói trong việc bảo vệ người dân khỏi ngộ độc thức ăn cũng đưa ra chỉ trích nặng nề nhắm vào các siêu thị vì đã không thực hiện nghiêm túc quy trình tiệt trùng và làm sạch thịt gà, mối nguy cơ ngộ độc tiềm ẩn từ thịt gà trong siêu thị. Chúng tôi biết rằng có nhiều cách tích cực để làm giảm vi khuẩn Campylobacter quan trọng là họ có quan tâm đến việc này hay không. Trường hợp của siêu thị Mark and Spencer là một ví dụ tốt điển hình, thậm chí họ còn trao thưởng cho các chủ nuôi gà nào có thể loại bỏ vi khuẩn Campylobacter ra khỏi đàn gà. Không lý do gì, một nhà bán lẻ có thể làm được điều này mà các nhà bán lẻ khác lại không làm được. Giám đốc FSA Tiver World nói, các dữ liệu mới nhất được cơ quan an toàn vệ sinh thực phẩm châu Âu gần đây cảnh báo rằng vi khuẩn Campylobacter có khả năng đề kháng với kháng sinh. Đây là một vấn đề đáng quan tâm bởi vì một khi mức độ đề kháng với kháng sinh của vi khuẩn Campylobacter cao hơn thì điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có ít đi các phương pháp điều trị đối với những trường hợp nhiễm bệnh nặng theo đại diện cơ quan an toàn vệ sinh thực phẩm châu Âu. Được biết, vi khuẩn Campylobacter thường hiện diện trong ruột của các loại gia súc và gia cầm, có thể nói ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Campylobacter là bệnh tiêu chảy thường hay xảy ra nhất. Triệu chứng của bệnh phát hiện sau khi ăn từ 2 đến 5 ngày và thường là đau bụng, nôn và tiêu chảy có thể có máu. Bệnh sẽ dứt sau một tuần lễ. Cách để tự vệ khỏi thịt gà bẩn Thịt gà an toàn khi người nội trợ tuân theo các bước nấu ăn sau theo hướng dẫn sau đây của tổ chức tiêu chuẩn thực phẩm FSA. Đối với thịt gà sống đông lạnh, nên bọc kỹ xung quanh thịt gà cẩn thận và đặt chúng ở dưới đáy của tủ đông, tránh tiếp xúc với các loại thực phẩm khác, trong đó có thức uống. Không rửa thịt gà sống. Việc nấu nướng sẽ giết chết bất kỳ vi khuẩn nào hiện nay, bao gồm cả vi khuẩn Campylobacter. Trong khi đó, việc rửa thịt gà sống không cẩn thận có thể làm lây lan mầm bệnh. Tẩy rửa kỹ các đồ dùng, nên rửa thật sạch các đồ dùng nấu ăn, đặc biệt là chiếc thớt dùng để chặt thịt gà, đồng thời rửa tay kỹ bằng xà bông với nước ấm sau khi xử lý thịt gà sống. Điều này giúp ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn Campylobacter. Nấu chín thịt gà triệt để. Khi nấu thịt gà, hãy chắc rằng thịt đã được chín một cách triệt để trước khi bày biện món ăn ra bàn bạn có thể cắp thử vào phần thịt dài nhất của thịt gà để kiểm tra xem liệu thịt đã chín hoàn toàn hay chưa